cười á, thì được bổ 10 thang thuốc bổ. Mà không cười thì quý vị bị lỗ 10 thang thuốc bổ. Thê thảm chưa? À, thì coi chùa mình bao nhiêu người già nghe quý vị. Bao nhiêu người già mà phần nhiều đâu có uống thuốc gì đâu. Cười không mà khỏi uống thuốc đó. À, nó cười không mà khỏi uống thuốc á. Thấy không? Nên quý vị cứ cười vui vẻ đi. Có cái bà kia nói tờ ơi nó nghèo sơ nghèo xác, nhà cũng có gạo ăn mà kêu cừ sao cừ nổi. Thì Nhân Đức hỏi bà, vì Nhân Đức hỏi bà vậy bà buồn có gạo ăn không? Bà nói buồn thì cũng không có gạo ăn luôn. Vậy thì bà vui, nó cũng chưa có gạo mà bà buồn cũng chưa có gạo. Nhưng mà bà vui nó vẫn lờ hơn là bà buồn. Đúng quý vị. À, cái bà này bị chồng đánh tối ngày luôn, bà lỡ bà than thở bà khóc. Mà Nhân Đức hỏi bà vậy bà khóc hồi đó tới giờ chồng bà có nghĩ đánh không? Bà nói càng khóc nó càng đánh thầy ơi thầy, càng khóc nó càng đánh. Thì Nhân Đức nói bà thấy không, nó đánh bà là lỗ rồi mà bà khóc là nó lỗ thêm cái khóc. Nếu như mà bà vui vẻ bà sống thì có thể bà nhìn bà đẹp hơn, nó không đánh. Nhưng mà dù nó có đánh bà vẫn lờ được cái bà vui. Ngồi suy nghĩ đi. Vì thấy có tình lý rõ ràng thấy chưa. Nó còn cái bà này bị ăn trộm, ăn cắp của. Trời ơi bà chửi thằng ăn trộm tá lả ở bên chứ. Bà lỡ bà gặp Nhân Đức bà nói rằng con chửi nó cả ngày nay luôn thầy. Cái thằng vậy đâu mà vô nhân đạo. Tiền bạc có để dành kỳ cỡm từng chút gì mà nó nở lòng nó lấy sạch nhách. Con chữ nó cả ngày nay. Những đứa hỏi bà chữ lúc đó có mấy người. Bà nói là có 4 đứa bạn đi theo. 4 đứa bạn đi theo mà bị mắc tiền rồi bà chữ có 4 đứa bạn đi theo. Những đứa nói vậy là bà chữ 4 đứa bạn đó đó. Tại vì cái thằng ăn trộm nó lấy tiền nó đi mất tiêu rồi. Bây giờ bà chữ 4 đứa đó nghe với bà nghe nữa là 5 người nghe. À, mất tiền rồi mà giờ bà còn bị chữ nữa chứ. Đã mất của rồi mà còn lỗ thì mình bị chữ nữa. Ủa con chữ nó mà thầy. Bà nghe không mà. Chữ nó mà nó có nghe đâu bà nghe không. Phải chi chữ mà nó trả tiền thì cũng nên cố gắng chữ cả ngày lắng đêm. Khỏi uống nước chữ luôn. Nhưng mà chữ rồi đó, nó vừa hao hơ tổn sức, hao năng lượng mà còn tạo nghiệp trước. Mà cuối cùng thằng ăn trộm nó đem tiền đi ăn chơi hết trơn. Thấy lỗ chưa? Vì nghe chỗ này bình tĩnh suy nghĩ nghe quý vị. Nó suy nghĩ đi. Có cái bà này á, chồng bà có vợ nhỏ bà ghen bà chữ tối ngày. Viết từ từ cái mặt bà xấu hô còn hơn Nhân Đức. Tờ ơi là tờ. Mà vả mà. Bà chữ tối ngày viết cái thằng chồng xách đồ đi qua con nhỏ vợ bé luôn. Nó do bà chữ quá mà nó bỏ nhà nó đi luôn. Nó bà thấy chưa. Nó, nên từ nơi đó mà nghe đạo rồi quý vị ơi. Cái gì mà mình thấy nó không phù hợp thì dừng lại đi. Thấy không? Vợ chồng sống với nhau mà người ta không chung thủy. Dù mình có nói cỡ nào thì người ta cũng vẫn không chung thủy. Thôi bản thân mình duy trì mình. Mình suy nghĩ kỹ để mình sống cho thật là tốt. Khi cuộc đời của mình còn đang được sống. Vậy thì nó quá ý nghĩa vì thấy Phật Pháp nó giải cái tâm mình đó thấy chưa. À, giải tâm mình đó quý vị. Nghe gì chứ nhiều người cũng dính phải đó quý vị. Có cái bà cô kia nghe. Con của bà nó chửi bà. Con á hổn với bà. Bà nói là con đi đâu con cũng tức, con đi đâu cũng con rêu rao, con nói rằng thứ con mắc dạy. Cuối cùng Như Đức hỏi vậy ai sinh nó ra, nói con. Vậy bà chữ nó mắc dạy, vậy là bà sinh nó ra bà không dạy, bà chữ bà con gì nữa. Thê thảm chưa? Đã mình sinh nó ra mà mình chữ nó mắc dạy. Nên mình sinh con ra mà con mình nó hư hỏng, nó chửi mình im gu đừng có nói gì hết. Mình niệm A Di Đà Phật, tại sao? Nói với mình là một. Mà mình đi chửi nó tìm khác mình chửi mình. Có khi mình chửi nó tức nó chửi lại mình, cuối cùng hai bên chửi nhau có một.
Mà mình làm cha làm mẹ mà mình chửi con nó chửi lại mình, lỗ là bản thân mình lỗ. Nên mình sanh mình nuôi là trách nhiệm của mình phải nuôi. Còn lúc còn nhỏ mình bỏ thì mình thiếu trách nhiệm. Còn bây giờ mình nuôi lớn rồi, nó không hiểu đạo mà nó ngộ nghịch, nó bắt hiếu với mình, thì bản thân của chúng ta thấy đây là nghiệp duyên của mình phải trả. Thôi mình không có cần gặp ai nói dòng do con cái làm chi mất công. Mình không nói mà có khi nó còn thấy mình tội nghiệp, nó hiếu với mình. Còn mình đi riêu rao nó thì nghiệp cũ trả chưa xong mà tăng thêm nghiệp mới, không có được lợi ích gì hết trơn. Nhớ nghe. Nó nên những người mà gặp con á mà bắt hiếu đồ này kia, đừng có chửi nó, đừng đi riêu rao nó, chỉ mất công mệt lắm. Quý vị niệm Phật đi, nghe lời Như Đức niệm Phật đi. Vì nghe Như Đức giảng vì cừ lên à, bấm cái trang chân thành niệm Phật vô lượng thọ. Vì nghe Như Đức giảng cùng cùng điên điên mà mắc cừ lắm. Nhìn cùng cùng điên điên mà mắc cừ quý vị ơi, mà làm cho quý vị hết buồn á nghe. Chùa này á, chùa này á mà người ta mà vui vẻ là ngay cái chỗ á Những Đức á nói này nói kia chọc ghẹo giết cười giết á quý vị. Nên á ai mà buồn nhất á, nặng nề nhất nghe, về cứ bấm lên cái trang chân thành niệm Phật vô lượng thọ, bị nghe Như Đức giảng đi. Hoặc là có cái máy nghe pháp cứ nghe đi, gọi vì sẽ cười mình nè, cười giống bà khùng vậy đó. Ngộ lắm. Nó sao không biết quý vị, mà làm bao nhiêu chuyện mà mỗi lần gặp quý vị là lúc nào cũng cười cũng vui. Đây là cái điều đặc biệt lắm rồi đó quý vị ơi. Nó nên Những Đức nói rằng đừng có mang bộ mặt âu sầu mà sống nha. Sống mà khổ thì cũng phải sống, thà vui sống còn ý nghĩa hơn. Dù cuộc đời có bao nhiêu cái khổ đau nó đến với mình, nhưng bản thân mình vui sống vẫn có thể giải quyết được. Đừng bao giờ mang bộ mặt âu sầu để sống. Thấy không? Hồi nãy Như Đức ngồi bên kia gặp có hai cô, một cô thì bồng đứa con, một cô thì đi chung. Vừa gặp Như Đức mới nói thầy ơi thầy. Nói gì cô? Khổ quá thầy ơi thầy. Nói đâu vậy chàng? Nói ở hạt dịch thầy ơi thầy. Trời ơi, cuối cùng nói thôi, đang nói chuyện với thầy, cô qua bên nhà ăn đi. Qua nhà ăn đợi đi một chút rồi gặp sau. Nãy Như Đức bên kia đi về, đi ngang cái đoạn đường thấy gặp hai cô ngồi. Như Đức quay qua gặp thầy Thiện nói vô kêu cô Thanh đưa 1 triệu cho họ đi. Thấy cũng tội nghiệp, bồng đứa con mặt đen thui thù lùi. Quý vị ơi, trong cái cuộc đời này nghe quý vị, nếu như chúng ta mà không gặp Phật Pháp là cái khổ đau nó không biết quá giải đâu. Bao nhiêu phương diện khổ nó dập tới với mình. Hiểu không? Nên nó nhiều cái khổ lắm trong cuộc đời này. Đừng có ai nói rằng tôi là người khổ nhất nghe chưa. Đừng bao giờ ai nói tôi là người khổ nhất. Có cái bà này bà nói, con nói thiệt với thầy, trong cuộc đời này con khổ nhất nè thầy. Khi con sinh ra đời con không biết cha mẹ của con. Con lớn lên thì con lấy người chồng này, đêm động phòng nó không động phòng mà nó quýnh. Thầy thấy hơi thảm chưa? Người ta thì được động phòng thương yêu, còn nó không động phòng mà nó quýnh con. Vậy mà sống với nó mấy chục năm á thầy. Những Đức nói chắc nó quýnh đập cô, chắc cô đỡ đẻ. Tại vì nó quýnh nó đâu có thương đâu đẻ. Bà nói nó đánh thì đánh vậy mà cũng đẻ cho nó 8 đứa thầy. Mệt tới ghê. Nó đánh gì đâu mà nó đánh mà nó cũng làm cho đẻ 8 đứa nữa. Nó trời ơi, nó đánh mà sao nó thương mà sao mà đẻ dữ vậy. Nên nó đánh xong nó mới thương. Thằng gì nó kỳ cục tới ghê. Ghê không? Vậy đó quý vị. Mà bả đi vô chùa bả tu được 1 năm chờ, vậy mà ổng vô ổng bắt buộc bả phải đi về. Mà lúc đó là 70 tuổi rồi nè. Nó bắt buộc bả về. Nói Những Đức nói thôi bây giờ bà đi theo ổng bà về phải không? Bà nói phải theo thầy ơi. Tuy nó quýnh vậy đó nhưng mà sao lâu quá không gặp nhớ. Kinh đó quý vị, thấy lạ trong cuộc đời này có đó nghe quý vị. Nó chửi mắng nó đánh đập vậy đó mà nó đi đâu cái là trông ngóng nó về. Về là bộ nói đon nói ren nói này nói kia vậy đó mà không có nói thì buồn. Cái nghiệp duyên trong cuộc đời nó lạ kỳ quý vị ơi.
Cái bà này bà chịu khổ vậy đó vì 70 tuổi mà vô chùa sống một năm là vui lắm rồi. Vậy mà ông vô ông nói là bà xách gói đi theo ông về liền. Xong bà bước ra bà gặp những tiếp của nó là: Thầy ơi thầy, con phải về với chồng con đưa thầy ơi thầy. Con về mà con nhớ chùa lắm thầy ơi thầy. Nhìn đứng thôi bây giờ bà cố gắng bà về bà niệm Phật. Giờ 70 tuổi rồi, về tình thương gì nữa đâu, bây giờ thì lo lắng cho nhau thôi. Bà nói 70 tuổi mà ông còn khỏe lắm thầy ơi thầy. Ồ ghê thiệt trời ơi. Nó nên á, những đức nói vậy là chắc ổng là ổng dẫn bà về là tại vì già cả, bây giờ mình ổng buồn quá ổng đưa bà về thôi, chứ bây giờ già cả rồi ổng nói ổng còn đòi hỏi lắm thầy ơi thầy. Ồ thấy ghê không quý vị? Nó thấy khổ thấy ghê chưa? Nên nhìn đức nói mấy cô trong chùa mà đi tu sớm mấy bà khỏe lắm, khỏe vậy mà có cái bà 30 tuổi mà bà đòi tết hôm nay bà về. Những đức nói bà về bà gặp cái thằng rụng răng chết mồ luôn. Trời ơi vô đây phơ phớ à, đúng không? Rảnh rỗi phơ phớ không chịu đâu mà tìm chuyện không à, rảnh không chịu đi tìm chuyện không à quý vị ơi. À, nó vô đây mà mỗi ngày mà thương yêu các cụ già là ý nghĩa lắm. Nhưng mà nếu không đủ duyên ở cũng không được quý vị. Nó thấy không khổ cái ghê không? Bà nói là đời bà là khổ nhất. Những đức nói bà khổ nhất là tại bà thiếu nợ. Bây giờ bà vô bà tu được mà ông vô nói có mấy câu là bà theo ông bà về liền mà khổ cái gì? Thì sao bà không ở chùa tu đi? Bà nói ở chùa tu nhưng nhớ ông lắm thầy ơi. Thì kinh không? Nó vậy thấy chưa? Quýnh đập đêm động phòng đã đánh rồi, sống mấy chục năm đẻ 8 đứa con cực khổ mà giờ nó không nuôi, mà 70 tuổi mà ông chưa tha. Nó ông chưa tha nó, nên cái kiểu này mà đi về chắc chết queo bây giờ. Quý vị ơi, trong cái cuộc đời này nhiều chuyện nó kinh lắm quý vị ơi. Nuôi người già trong chùa này chuyện gì những đứa cũng gặp quá chứ. Chuyện gì cũng gặp chứ. Mới hồi sáng này nè, có một cái cô cái bụng bự bự, bà vô bà tìm, bà vừa gặp như đứa bà quỳ xuống bà đây. Nói ủa đâu vậy trời, đâu vậy, xin lỗi, đâu đây? Nói ở Mỹ Tho thầy ơi. Ở Mỹ Tho cho tự nhiên gặp tôi khóc lóc dữ cái chợ. Chồng con đâu? Nói chồng bỏ rồi. Chồng bỏ lên đây làm gì? Cái bụng trình bình lên đây làm chi? Nói đi tìm thầy chứ chi. Mệt ghê không? À, xong rồi những đức nói tại tại sao cái lúc mà cái bụng chưa bự không đi tìm, bây giờ cái bụng bự mới tìm. Bà nói câu ngon lại, mới nói bây giờ bụng bự không biết nương tựa vào ai, bây giờ gặp thầy để mà gỡ thân phận nữa ta. Mà bụng bự mà gỡ thân gỡ phận nữa mệt thấy ghê. Khóc lóc xin ở để mai mốt đẻ xong rồi gì nó thật. Thôi mệt quá. Tội tôi thấy sao ngộ quá. Bộ thầy chùa ngu lắm sao không biết. Lúc trái chuối ngon lành thì nó lột nó ăn ruột, rồi nó liện vỏ ra cho thầy chùa. Thấy ngộ quá ghê luôn vậy ơi. À, mà hồi đó giờ ngộ ghê bầu bì cứ tìm hoài. Số đi tu sao nè hên ghê. Tại ngoài đời người ta cực quá trời mới được cái bụng, bây giờ cái bụng có rồi mới đi tìm mình là mình hên. Hiểu không? Nó nhiều cái hoàn cảnh khổ lắm quý vị à, mà kể cho quý vị nghe, do người vui kể nên cái gì nó cũng vui hết á. Chứ người buồn mà kể cái này là khóc chết một. Nên những đứa có nói là người buồn cảnh vật có vui bao giờ. Là vậy đó quý vị. À,
Nên những điều như Đức nói đơn giản thôi, nhưng mà giúp cho vị vui. Mà vui là nhờ từ đâu? Niệm Phật. Cứ đi đứng nằm ngồi siêng năng niệm Phật đi, quý vị sẽ vui à. Niệm Phật lúc bình thường và niệm Phật lúc cận tử nghiệp có khác gì hay không? Ai với Đạo Phật. Không có khác gì đâu quý vị. Ví dụ như thường ngày chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật hay Ai Di Đà Phật, thì lúc cận tử nghiệp chúng ta cũng niệm Ai Di Đà Phật hay Nam Mô A Di Đà Phật thôi, không có gì khác cả. Nên mới nói rằng là niệm Phật là việc của mình làm, tiếp dẫn vãng sanh là việc của Phật làm. Tại vì thường ngày mình niệm Phật mình cứ nghĩ rằng là mình phải niệm như thế nào để Phật rước. Chứ thật sự thì mình niệm được danh hiệu Ai Di Đà Phật và mình muốn vãng sanh thì Phật ngày rước thôi. Nên từ nơi đó mà lúc bình thường chúng ta niệm Phật không cần đặt vấn đề nặng nề. Cứ tin là con niệm Phật, Phật rước. Lòng tin nó cứ duy trì kiên cố vậy đó. Thì khi lúc mà cận tử nghiệp quý vị niệm Phật là Phật sẽ rước. Tại vì thường ngày mình niệm Phật, mình tin là con niệm Phật được là Phật sẽ rước. Nhớ nghe. Thì chắc chắn rằng là khi cận tử nghiệp chúng ta chỉ cần niệm được Ai Di Đà Phật thì Phật sẽ rước chúng ta về cực lạc. Nên cái người niệm Phật á, vọng tưởng nhiều, vọng tưởng ít, thiện niệm, ác niệm, đó là nhiều đời, nhiều kiếp chúng ta thu thập vào trong cái A-lại gia thức. Lúc niệm Phật thì người thì phát vọng, cái vọng tưởng nhiều, người phát vọng tưởng ít. Nhưng tóm tắt đều là vọng tưởng hết thôi. Nhiều ít gì thì nó cũng là vọng tưởng. Cái quan trọng là quý vị niệm được câu Phật hiệu hay không thôi. Tại vì nguyện thứ 18 nói rằng là chỉ cần niệm danh hiệu của Ngài thì Ngài rước thôi. Nên từ nơi đó chúng ta không cần nặng nề cái việc tôi tu thời gian lâu rồi mà sao niệm Phật còn nhiều vọng tưởng quá. Rồi mình dùng cách này cách kia mình đè phục, rồi cuối cùng mình chán, mình không muốn niệm Phật nữa. Nên từ nơi đó mà mình thất bại. Nên mỗi người chúng ta thường niệm Phật thì vị sẽ thường vui à. Cũng như hàng Phật tử khắp nơi nơi hôm nay về đây để mà dự lễ vía Đức Phật A Di Đà 17, 18, 19. 17 thì bên Đạo Tràng Ba nguyên ngày. 18 thì nguyên ngày bên Đại Tùng Lâm bên đây. Ngày 19 thì nguyên một ngày ở bên Chùa Hộ Pháp, 3 ngày. Nên nhiều người ở từ miền ngoài các tỉnh thành về đây. Như bữa nay đã về rất là đông rồi đó. Bên chùa mới bển hôm nay cũng đông lắm, nhìn qua. Ngày mai đông lắm á. Chiều ngày mai là người ta sẽ đến, đa phần là đến nhiều luôn. Tại vì sáng 17 lúc 3 giờ rưỡi là chúng ta vô chương trình. Rồi phát đèn bông sen luôn. Phát đèn bông sen luôn. Thế trong 3 ngày mình giữ cái đèn bông sen. Mỗi buổi sáng, buổi chiều tối thì mình cầm đèn bông sen theo. Rồi mình để cái đèn bông sen trước mặt mình. Vậy thì cái lượng đông người này đỡ tối đa mấy anh em đưa ra rồi gom vào. Nên như Đức phát cái vị luôn á. Sáng 17. Trước thời gian 3 giờ rưỡi. Khi 3 giờ rưỡi là những Đức lên chia sẻ Phật Pháp. Xong chúng ta niệm địa chung 20 phút. Lễ Phật 45 phút. Và phóng sanh. Nó tầm vào khoảng cỡ 6 giờ 5, 6 giờ 10. Buổi sáng là xong cái chương trình. Nghĩa là khóa tu những Đức tính rất là kỹ cho quý vị. Thì cái chuyến đi mà dự lễ vía Đức Phật 3, lễ vía Đức Phật A Di Đà 3 ngày. Quý vị vừa tu tập được, vừa khỏe, vừa an lạc, vừa vui. Nên nhiều người ở xa khắp nơi nơi mà tâm quyết người ta đi đến đây người ta tu tập. Như bữa nay nhà Đức gặp mấy phái đoàn từ miền ngoài, ngoài Bắc đồ, của Hương đều có dẫn. Từ miền ngoài mà vô đây 60 người. Đó. Đi máy bay mà đi 60 người cũng dữ lắm đó quý vị. Nên từ nơi đó mà tâm quyết quý Phật tử, ta về ta niệm Phật.
Bữa nay sinh hoạt đại chúng. Thường thì thứ năm những đức ưa chia sẻ Phật pháp bên đây. Bữa nay ngày thứ tư sinh hoạt đại chúng. Cũng mua ổ bánh mì vậy đó hả? Với một miếng nho. Hình như có kem không cô Thanh? Mà mua chuẩn bị đủ không ta? Đông quá. Quý vị biết rằng mình về đây giống như về gia đình quý vị ơi. Như đại gia đình. Mà đông quá thì chúng ta có khi nằm ở cũng chật chội một chút. Mà mấy bữa nay quý vị còn chỗ ở đó. Nên 37 đồ này kia là nằm tùm lum luôn rồi đó quý vị ơi. Bữa nay quý vị còn mấy cái nhà này mình ở ha. Cũng được rồi đó. Ổn định vị trí của mình. Rồi đông người thêm nữa là chặt dữ lắm. Nhưng mà cái đặc biệt là mình về đây mục tiêu mình tu tập. Trong kinh Vô Lượng Thọ Phật dạy mà một ngày một đêm ở cõi Ta Bà này tu bằng 100 năm ở thế giới Cực Lạc là như gì nè. Đông đúc nè quý vị. Nằm ngủ dưới đất. Rồi chỗ chặt chội. Bữa nay còn ngồi trên bàn ăn uống đồ ngon lành đó nghe. Chứ chiều 16 là ngày mai là dọn nhà ăn này luôn rồi đó. Là tới giờ ăn cơm là mỗi người xách hộp cơm. Ngồi ngay cái biệt thự nào ăn đó ngồi. Là biệt thự tư nhân. Nó tự tại quý vị. Ngồi ngay gốc cây hay chỗ nào đó, vừa ăn mà vừa niệm Phật ha. Có những người mà nhà cũng khá giả, nhà giàu. Có những người người ta điều kiện gia đình biệt thự rồi đó, mà đến cầm hộp cơm ăn nghiêu ngao. Mà nhiều người nói công nhận nghe, ngồi ăn ăn mà đi lang thang cái này nó vui thiệt các thầy. Vừa ăn mà còn hít thở không khí trong lành, vòng vòng xung quanh chùa. Hoặc vừa cầm hộp cơm mà đi vòng vòng vườn rau đồ ăn nữa chứ. Thấy nó cảm giác lạ lạ. Nên từ nơi đó cái vui thì tự nhiên thấy gì cũng vui quý vị ơi. Tôi nói người buồn cảnh vật có vui bao giờ. Thấy không? Nó đã buồn rồi là thấy gì cũng buồn hết quý vị ơi. Rồi đã vui rồi là tự nhiên trong hoàn cảnh nào mình thấy nó cũng vui. Nhớ nghe, mình về đây mình tu tập quý vị. Vừa cầu an cho người thân, vừa cầu siêu cho người thân của mình. Thì cái tâm chúng ta tu tập sao mà sanh tâm hoan hỷ. Vui vẻ hoan hỷ niệm Phật. Trong nhiều hoàn cảnh mình niệm Phật. Nhớ đông người dép dài đồ cũng tùm lum hết quý vị. Có khi vừa niệm Phật lễ Phật thờ ngon lành mà bước ra mất tiêu đôi dép. Hoặc lộn dép. Nhưng mà lạ lắm quý vị. Dép mà thường lộn toàn là lộn dép mới không quý vị ơi. Chứ dép cũ, dép lào đồ sao không thấy nó lộn. Mà nó lộn mấy đôi dép mới mua hôm qua. Là lộn kỳ cục lắm nghe. Nên mình đi đến chỗ đông người mà gặp những trường hợp vậy đó. Mình A-di-đà-phật. Chắc mình cũng đời kiếp nào mình lộn dép của người ta dép mới nè. Nên đời này người ta lộn đôi dép mới với mình. Nhớ nghe quý vị, nhân quả thông ba đời nghe. Muốn biết nhân đời trước xem quả báo đời này. Muốn biết quả báo đời sau thì xem nhân đời này. Nghĩa là thấy quả thì biết nhân, mà nhìn nhân thì biết quả đó. Quả có nghĩa là bây giờ bữa nay bị mắc đôi dép là quả đó. Là biết cái nhân mình nó lấy đôi dép người ta thì giờ người ta lấy dép lại huề. Đúng không? Rồi điện thoại đồ sạc mà kiểu mà sạc để đó ghim đó rồi đi tu nghe. Đi tu về phải sanh tâm hoan hỷ coi chừng ta mượn xài chứ. Mà mượn không biết chừng nào mà trả lại. Nên từ nơi đó mà chỗ đông người, tiền bạc vật chất đồ này kia tự mình quản lý cho đàng hoàng. Còn nếu như mà cầm tiền đồ theo thì thôi bỏ vô thùng tam bảo đại đi cho nó chắc.
Nên từ nơi đó mà quý vị về đây tu mà 3-4 ngày nghe, mà an lạc là ngay chỗ cái tâm quý vị thoải mái. Quý vị biết không, mình ở nhà mà đã lo nhiều quá, sáng mở mắt ra là lo đủ chuyện. Bây giờ mình vô đây sáng mở mắt ra đi lên chánh điện tu, tu xong rồi xuống cái mình vòng vòng chơi một chút mình xuống nhà ăn cơm đó. Lúc ăn cơm còn nghe giảng pháp nữa chứ. Rồi ăn cơm xong rồi đi vòng vòng xung quanh chùa rộng thênh thang, chị em đều gặp nhau rồi nói chuyện đồ chứ, không cần lo nghĩ gì nhiều. Còn nếu như mở chiếc điện thoại lên mà bấm điện về nhà hỏi ông ư sao rồi, nhà mấy con heo có cho nó ăn chưa, nhớ cho mấy con vịt ăn nữa nghe, rồi chở nhỏ đi học rồi nhớ chở về nghe. Ông ở nhà ông nói bà đi tu, bà lo bà đi tu đại đi, bà đi vô tới chùa rồi mà sao bà cứ điện gì bà nhắc mấy vụ này hoài, chắc bà tu cũng không được cái gì đâu. Nhớ không, mình có 3-4 ngày mà được đi vô chùa thì thôi mình miết nó một cái cho nó có kết quả quý vị. Chứ giờ có 3-4 ngày vô mà mình đi vô trong chùa rồi mình đem cái chuyện nhà mình đem vô đây hết trơn, rồi mình ngồi đó mình lo vậy thì cái chuyện đi tu mình có kết quả gì đâu. Nên những đức khuyên quý vị muốn có kết quả thì 3 ngày này buông chót lọt đi, tu cho nó ngon lành, có 3-4 ngày này buông chót lọt đi quý vị. Hiểu không? Tại vì khi mình đi vô đây là gia đình đã biết mình đi vô đây tu rồi, thì quý vị tu làm sao mà có phước báo công đức đi hồi hướng cho người ta. Chứ nếu như quý vị đem nguyên cái chuyện nhà vô đây mà quý vị tiếp tục lo nữa đó, thì cái chuyến đi quý vị nó không có kết quả. Quý vị giữ cái tâm an lạc, đừng lo nghĩ gì, đi thử 3 ngày coi, nó an lạc nó vui vô cùng, rồi về mình mới ngồi mình suy nghĩ tại sao ở nhà, tại sao ở nhà mà mình cứ lo buồn hoài ta, mà vô đây sao mình thoải mái quá, tu có 3 ngày mà lên 200 gram. Thấy chưa, tại mình vui nó tích tụ năng lượng quý vị. Còn nếu vô đây mà bận tâm lo âu nó hao năng lượng đó nghe. Nó rồi mình đi vô chùa mình tu á, mỗi người mỗi tính, mỗi người mỗi nghiệp nghe. Mình vô đây mình tu á, có khi á, mình gặp nghiệp quan gia nhiều đời nhiều kiếp, nó gặp nhau ở đây nè. Mình vừa bước vô nhà vệ sinh mình đi cái tự nhiên ngoài nó gõ. Quý vị có gặp chuyện này chưa? Có, thấy chưa? Mình vừa vô mình đi mới có phân nữa, ở ngoài nó gõ còn phân nữa đi không được, ngồi ở trong cũng bậm môi tức. Bước ra nói phải chi bà đừng có gõ thì tôi xong rồi. Nói bà gõ bây giờ còn phân nữa đi không được, thôi chào bà tôi vô đi tiếp tục. Nên từ nơi đó quý vị ơi, đủ thứ cái việc mà chúng ta đi đến chỗ đông người mình phải trả cái nợ nhiều đời nhiều kiếp nghe. Có khi gặp nhau ở đây đó chỗ đông người nè, hoặc tối hôm nay ngủ xong nằm ngay cái bà ngái còn hơn cái gì nữa, nó thổi hù. Bà bà ngủ tới 12 giờ khuya bà quay qua ngay cái mặt mình luôn, bà thổi hơi vô miệng mình, cái hơi lạ lạ cả đêm ngủ không được, không kéo sanh phiền não nữa đó quý vị. Đó, nên thấy không, những điều những đức nhắc nhở quý vị khi gặp những trường hợp vậy nghe, quý vị thầm thầm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mà một chút chịu không nổi. Gắng cố gắng kìm niệm mà giờ nó chịu hết nổi à. Thì thổi tao, tao thổi lại cho biết. Thấy không? Đó, nên quý vị vô chỗ đông người tu á, cái công đức nó rất là lớn, phước báo rất là lớn, nhưng mà ở cái cõi đời này tu không khéo nó phá vỡ bớt đi đó quý vị. Thấy không? Nó phá vỡ bớt đi. Còn khi bây giờ vô ngồi ăn cơm gì nó còn đỡ chứ mai ngày mai mốt đồ nè, bắt đầu chen vô lấy cơm hộp quý vị. Khi mình vừa chen vô gặp cái bà đó bà mạnh, bà hát mình văng ra. À, cũng gặp những trường hợp vậy đó quý vị ơi, không giỡn đâu. Nên khi mình đi đến chùa mình tu mình nghe gì đi, gặp trường hợp đó quý vị tự nhắc quý vị, thôi nghe thầy nhắc rồi, mình phải giữ phước báo của mình, không khéo là phá hết trơn. Nó phải giữ cái phước báo của mình nghe, những điều này những đức nhắc quan trọng lắm đó quý vị.
không? À, rồi sáng mai á, khoảng 4 giờ rồi mình thức dậy là bắt đầu là mình tranh thủ lên chánh điện mình tu nghe. Trời ơi, mình vô đây mình tu một thờ quan trọng lắm nghe quý vị. Đừng có bỏ thờ tu nào hết trơn á. Một ngày tu 4 thờ lên tu đi, nó an lạc dữ lắm. Mà nhiều người quý vị nhớ nè, mình mang cái nghiệp phá thai á, mình lại đây mình tu tập gì nè, mình cầu siêu cho thai nhi. Cầu siêu cho thai nhi nghe. Rồi vì vô đây tu thăng bằng quyến thuộc, quý vị cũng đi theo quý vị đó. Người ta cũng nghe như Đức nói rằng là 3 ngày đại pháp hội lễ ví Di Đà để cầu siêu cho những người chưa siêu thoát, người ta theo đông lắm á. Nên quý vị lên chánh điện tu là người ta cũng theo lên chánh điện. Tới giờ cúng đi thực là người ta được hưởng tài thọ thực. Khi mà tu 3 ngày ở đây rồi quý vị thấy bị nhẹ sờn. Nhớ câu âm siêu thì dương lợ. Này quan trọng lắm á. Nên mình đi đến cái ngôi chùa niệm Phật gì, trên là hòa thượng xây chùa mình cảm ơn. Một hoàn cảnh rộng vậy vì coi, hòa thượng ngày xây hết á. Rồi ở đây thì những đứa có duyên hướng dẫn Phật pháp và nuôi chúng với mấy anh em ở đây. Nên quý vị biết rằng là cái ơn nghĩa này lớn lắm. Nên mình về đây mình cố gắng mình tu tập. Còn ai mà không có đồ lam, đồ thiếu đồ lam bận thì ra ngoài này nè. Ở ngoài này có cái chợ chùm hổm ngoài này nè. Mỗi lần lễ là nổi lên cái chợ ngộ ghê. À, bữa nay là thấy nhóm chợ rồi đó, thấy đông rồi phải không? À, thôi kệ vậy cũng vui quý vị. À, tu tập xong rồi á, đi vòng vòng rồi ha. À, đi chợ đồ chơi. Chùa rồng tên thang mà quý vị thấy không? Đây đi qua chùa mới qua đây gần kế bên, rồi bữa cuối cùng lại được đi qua chùa Hộ Pháp. Chuyến đi này á, biết chùa chiền được tu trong chùa Tịnh Độ này, mà chuyến đi này thật sự rất là ý nghĩa quý vị. Ý nghĩa. Rồi bữa 17 á, những đức giảng pháp á, mấy cái đoạn nào mà những đức đọc mấy cái lời nguyện trong kinh Phật đó, là đầu những đức nói đưa đèn bông sen lên, đưa đèn bông sen lên đọc lời nguyện đó theo nha. Giống như một lời nguyện quý vị. Lễ ví Di Đà mà bây giờ cái đèn bông sen nó phải trọng lượng chút. Thế giờ tặng cái đèn bông sen mà nó nằm tuốt dưới, ai thấy đèn bông sen đâu. Nên mình phải đem đèn bông sen mình phe đồ cho nó đẹp. Đúng không? Đó. Nhìn cái pháp hội nó hoành tráng. Tự nhiên quay phim lên khắp nơi nơi, người ta coi người ta hoan hỷ lắm quý vị. Quý vị sẽ thấy một hoàn cảnh nó rất là trang nghiêm nha. Tại vì sao? Vì khi đọc lời nguyện của Phật, cái ai cũng đưa đèn bông sen cao lên. Giống như một lời nguyện ngay lễ viết Đức Phật A Di Đà. Người cầu nguyện cái này, cầu nguyện kia, cầu nguyện cái nọ, tùy vị cầu cái nguyện gì. Nhưng riêng bản thân những đức là chỉ có cầu một cái nguyện thôi. Đời này của mình niệm Phật và cuối đời giảng sanh. Quý vị nhớ chỉ cần cái nguyện kiên cố niệm Phật cầu sanh cực lạc thôi nghe, thì tất cả những cái gì trong cuộc đời quý vị tự nó sẽ tiêu trừ nghiệp chướng từ từ, rồi gia đạo từ từ tự tốt đẹp. Tại vì cái nguyện sanh cực lạc đó là cái gốc để nó phát triển tất cả những cái tốt. Còn nếu như mình nguyện cái tốt thế gian này, không lẽ mình bỏ cái gốc giải thoát. Nên cầu nguyện cái gốc giải thoát là việc cực kỳ quan trọng. Mà cầu nguyện cái gốc giải thoát nó cũng quá giải nghiệp phá thai. Tại vì cái tâm niệm Phật muốn sanh cực lạc, nên những cái quan gia đi theo mình họ cũng phát nguyện niệm Phật sanh cực lạc, nên họ buông cái tâm mà báo thù đòi nợ chúng ta. Nên miêm mặt ở đây mà thời gian mấy ngày mà tu tập đó nghe quý vị, bị vui vẻ, bị an lạc nghe, thường cười nhiều, vì sẽ thấy hạnh phúc. Cười cho nhiều, mặt cứ cười cười hoài vậy đó. Mặt cười 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 hoài vậy đó. Cứ đi vòng vòng, đi vòng vòng. Vòng vòng. Mười mấy 20 ngàn người mà mặt bà nào bà nấy đi mà cứ này chắc nhìn mắc cười lắm kìa quý vị. Quý vị biết rằng nghe, một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Ai mà không cười là cuộc đời sẽ lỗ, không cười là lỗ nặng luôn á.
không, mình đi đến đây và những người ở đây và mình ngồi chung với nhau gì. Trong hoàn cảnh này tự nhiên mình dễ hiểu và mình dễ thương nhau lắm quý vị. Nha. Sống trong cuộc đời này dù có bao nhiêu người thương yêu nhưng cũng vẫn có những người người ta không hiểu mình sao thương quý vị. Vì người ta đâu có ở trong hoàn cảnh này đâu mà người ta hiểu. Ví dụ có nhiều Phật tử khắp nơi nơi về đây thấy chùa mình nuôi người già, ta đi ngang ta cảm động rơi nước mắt. Nhiều người mà già như quý vị ra ngoài cái khu ngoài đó đó, là tập trung hết tất cả người già ngoài đó khoảng cỡ, người già thì nhiều lắm mà người già yếu quý vị, là ngoài đó khoảng gần 60 cụ ngoài đó đó. Đi ra vì coi nằm, nằm khít 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 không ngoài đó đó, đó. Rồi tự nhiên mình đi ngang quý vị sẽ nhận thức à. Rồi tại sao mà ngôi chùa mà bao nhiêu con người về đông đúc dữ vậy? Khi ta về đây người ta cảm nhận được quý vị ơi. Thêm cái nữa quý thầy trong chùa đơn giản bình dị, quý Phật tử ăn sao thì quý thầy ăn vậy. Đó. Có nghĩa là chén bát quý thầy ăn sao quý Phật tử ăn vậy, không có khác chút nào. Riêng chùa mình đây là vậy đó. Tại vì mình nuôi người già quý vị à, xem người già như cha mẹ. Từ nơi đó mà mình sống gần gũi với các cụ, nên vậy nên mới hiểu nhau và thương nhau. Tại sao người già khắp nơi nơi ta về đây nương tựa quý vị? Vì ngay cái chỗ cảm nhận được tình yêu thương đó. Chứ bây giờ tại sao người ta không sống với con người ta? Vì con người ta đã có một gia đình mới, nên lo cho một gia đình mới rồi có khi con cũng nuôi nó nhưng mà nó thiếu đi cái tình cảm. Nên tự nhiên ta đi đến đây ta thấy sao cái tình cảm yêu thương gần gũi như một đại gia đình. Cái ta thích ở đây quý vị. Chùa mình trong vòng chừng tháng thôi thì nhận khoảng cỡ chắc cũng mấy chục cụ già. Thì vị biết người già khắp nơi nơi về, ngôi chùa mới bên kia mới đây mà đầy, thì biết cái lượt người về ở đông cỡ nào chứ. Nên cái bài hát có hiểu thì mới có thương. Nên khắp nơi nơi mà mình coi từ xa thôi, mình có dịp mình trở về đây cái nơi nuôi người già, để bản thân của mình cảm nhận tương lai mình cũng già quý vị. Tương lai mình cũng già. Thí dụ như Đức nói chuyện có khi nói cũng vui vui, có lúc cũng cười quá chết, hô miệng rộng mà cười có khi cũng quá chết. Nên có nhiều người ta nói ông thầy không có quay nghi, vô duyên vô dụng, cũng chữ tá lã âm binh. Nhưng mà quý vị ơi, trong cuộc đời này niềm vui mới có cảm giác được, lo cho số lượng người này quý vị. Nếu như mà không cười thì hết ga, mà nó còn chữ chữ lại chắc nó cũng bị tổn thương. Ở nhà quý vị thấy không có một hai người mà lo cỡ nào quý vị. Vậy mà quý vị nhìn cái hội chúng người ta hiện tại bữa nay là ít đó, chưa gì đâu. Mà vậy đó, quý vị coi như nhà mình một cái đám cưới, cái đám giỗ thôi được bao nhiêu người đâu, mà mình lo quá trời luôn. Vậy mà đông người gì mà mỗi ngày quý vị ba buổi cơm ăn đủ không quý vị? Đủ mà. Từ khi quý vị muốn ăn dặm thêm thì ở đây có buôn bán bên ngoài là ra mua miếng đồ ăn ăn thêm. Chứ thật sự nhà chùa nấu đồ ăn đồ có gì ai cúng là đem ra ăn hết, có chừa lại gì, thấy không? Còn qua bên hộ pháp rồi là cái khuôn viên nằm trong đó, không có ai buôn bán xung quanh đâu. Còn ở đây còn có buôn bán xung quanh đó. Nên từ nơi đó đây là nhà Đức nói đây là đại gia đình đấy quý vị ơi. Nên chúng ta sống với nhau, nhận thức hiểu nhau rồi thương. Người ta có thể phát ra một cái tấm lòng thương bao nhiêu con người. Nó nên mình nhận thức được thì tự nhiên bản thân mình thấy quý trọng dữ lắm. Nhà Đức thường nói với các anh em trong chùa, cuộc đời mình mà được thương yêu lo lắng cho người già nghe, ý nghĩa lắm mấy anh em. Ý nghĩa lớn nhất trong cuộc đời mình. Những Đức nói con cái mà nếu như mà hắc hủi không nuôi cha mẹ, quý vị đang đoạn duyên phước của mình lớn lắm. Trong kinh Phật nói phụng dưỡng cha và mẹ là vận may tối thượng nhất. Từ khi cha mẹ mình phát tâm đi vô trong chùa ở, chứ ngoài ra nếu như bản thân chúng ta hắc hủi cha mẹ mà không nuôi, quý vị, để cha mẹ mình buồn khổ mà bỏ đi, đó là tội lỗi mình nặng dữ lắm. Tội lỗi mình rất là lớn luôn quý vị à. Nên người xưa người ta
Người ta có thể giao của cải vật chất hết cho anh người ta, mà người ta chỉ xin anh người ta một điều là cho em được nuôi cha mẹ. Tại vì hạnh phúc lớn nhất là chúng ta được nuôi cha mẹ của mình. Nhớ kỹ quý vị, mình đã từng trong vòng tay của cha mẹ. Mà khi mình có vợ có chồng, mình lo cho một gia đình mà mình cách xa vòng tay của cha mẹ nhiều quá thì ổn lắm quý vị ơi. Thật sự sau này con mình lớn lên cũng y rang vậy nữa. Hồi sáng đưa đám đi một gia đình, người con nói rằng: thầy ơi, con mua vé máy bay rồi đó thầy, Tết hôm nay vô thăm mẹ con đó, mà không ngờ bữa nay vô đưa mẹ con đi. Đúng không? Nên đối với cha mẹ già, chúng ta đừng có hẹn lằn hẹn lựa cái chuyện báo hiếu. Tại vì tuổi già như ngọn đèn treo trước gió quý vị ơi. Mình đừng có nói cái chuyện bận không có thời gian đi thăm cha mẹ, rồi một ngày nào cha mẹ chết đi mình về mình khóc lóc thì cũng uổng công. Nên báo hiếu lúc cha mẹ còn khỏe. Đây là nói ở ngoài đời nha. Còn nên những người đi vô chùa này, mình mang cái thân mà có của cha có của mẹ này mà để lo cho Phật tử, lo cho nhiều người già gì là ý nghĩa dữ lắm. Quá ý nghĩa luôn quý vị à. Nên vì về chùa mình nghe gì có những khi nó cũng suy nghĩ lại. Mẹ cha mình ở một phương xa nào đó, mình ngoài đời mà bận suốt lo cho một hai đứa con. Nhưng mà nó theo cái định luật nhân quả quý vị. Có khi thờ của cha mẹ cũng vậy, cũng lo cho chúng ta mà không có thời gian thăm cha mẹ họ. Nên bây giờ tới chúng ta cũng y rang vậy luôn. Giống như giọt nước trước nhiễu sao, giọt nước sau nhiễu gì, nhiễu từng giọt nói tiếp theo kỳ cục lắm quý vị ơi. Nên chúng ta nghe đạo nên nghe những điều này để nhận thức đi quý vị. Nó hồi sáng thì Đức đưa cái đám đi đó, mấy đứa con nói: Tết năm nay là chúng con mua vé máy bay rồi đó thầy, là vô thăm mẹ. Thầy thấy không? Bây giờ vô là mẹ đã hộ niệm được 24 tiếng là liệm rồi. Rồi sáng mới đưa lên đài quả táng. Đâu có còn nói chuyện với mẹ vài câu đâu. Nên có nhiều bà cụ già trong đây, con ở phương xa 3-4 năm chưa vô. Ở dưới hộ pháp có một bà cụ bị lặng, mà bà đi vòng vòng chùa bà cứ kêu: con ơi, con ơi, con, bà kêu hoài vậy đó. Tại vì cái chủng tử thương con nó mạnh quá hơn cái niệm Phật. Cuối cùng nó nghĩ con chứ không nghĩ Phật quý vị. Thấy không? Chủng tử nào mạnh nhất thì nó đẩy mạnh vô chủng tử đó. Chúng ta bây giờ có thể nắm tay con mình dẫn mình đi, hoặc là mình nắm tay con mình dẫn con mình đi. Mình có nghĩ một ngày nào ngày xưa mẹ cha mình cũng nắm tay mình dẫn mình đi không? Nhưng mà mình chỉ nhìn đứa con mình chứ không đặt vấn đề gì cha mẹ nhiều. Nhiều lắm quý vị ơi. Nghe những sự việc này thì giống như nó động tới cái lòng chắc ẩn của chúng ta, chứ không phải giỡn đâu. Hãy ngồi bình tĩnh suy nghĩ đi. Rồi chúng ta bây giờ còn cha còn mẹ trở về nhà, mình nên có một cái tấm lòng gì đến với cha mẹ mình một chút hiếu thảo. Nên một chiếc máy nghe Pháp, một chiếc máy niệm Phật quý vị nên mua để tặng cho cha mẹ của mình. Dù mình không được gần bên cha mẹ nhiều, nhưng hãy tập cho cha mẹ nghe Pháp để được vui, và niệm Phật để có hướng giải thoát. Quan trọng dữ lắm luôn, rất là quan trọng. Hồi trưa này tiếp tục bên hộ Pháp thêm người chết nữa. Những đức nói chết bà này, ngày mai tôi tranh thủ đưa lên đài quả táng luôn. Ngưng đi chứ Di Đà tới rồi, mấy bà lúc này chết dữ quá. Liên tục tuần này mà đâu hết 7 bà. Thấy không? Quý vị biết cái đôi tay nhà Đức ấy, một năm ginh bao nhiêu quan tài. Ginh giết rồi tự nhiên mình có một cái nhận thức sâu sắc. Bây giờ mình ginh quan tài cho người ta, một ngày nào ai ginh quan tài cho mình nè. Dù giàu sang đất đai cò bay thẳng cánh, nhưng cuối cùng chúng ta chạy vô quan tài được bao lớn quý vị? Nếu chôn dưới đất thì được bao nhiêu miếng đất? Như vậy mà cả đời không biết đủ quý vị ơi. Nhân đức nói thật lòng với vị chứ, con người nhân đức học Phật hiểu rồi. Nên đồng tiền cũng của chúng sanh cúng dường, nhưng mà dám làm mới là điều quan trọng. Có những người mình dù được cúng dường nhưng mình chưa chắc mình dám làm đâu. Nhưng quý vị cúng dường là nhân đức dám làm thiệt á.
Tại vì những đức sẽ làm cái mà mình cầm theo được, chắc chắn luôn, sẽ chân thật làm cái mà mình cầm theo được. Nên mấy bữa trước á, những đức thỉnh hòa thượng qua Tết khai móng xây chùa. Bây giờ mấy ngôi chùa người già ở đầy hết rồi, hòa thượng xây chùa để những người già được có chỗ ở tiếp tục. Dù biết rằng mình không có ôm đàm hết được quý vị, nhưng khả năng chúng ta có thể làm được những việc gì làm được trong cuộc đời thì chân thật cố gắng mà làm tận đáy lòng của mình. Nên những đức nói rằng, những đức đem pháp môn tịnh độ này giới thiệu, những đức dùng đa dạng phương tiện luôn. Người quý trọng mà nghe thì cái đó tốt quá. Có những người người ta không thích thì cũng được kết duyên vì nghịch duyên cho người ta. Pháp môn tịnh độ đặc biệt lắm quý vị. Nhớ. Câu vật hiệu này hay lắm. Quý vị đi đến đây, một chiếc máy niệm Phật, một chiếc máy nghe Pháp, quý vị đặt thêm đèn bông sen thì những đức sẽ tặng cho quý vị mỗi người một cái đèn bông sen. Với thêm nữa, những đức chuyến này làm một tấm lịch, lịch bàn, mà trong đó có hình những đức với những đoạn văn những đức viết ở trong đó, tặng cho quý vị thêm tấm lịch nữa. Cũng ý nghĩa lắm đó quý vị à. Đó là đi về chùa, những đức tặng quà cho quý vị. Quý vị nên đặt thêm máy nghe Pháp, máy niệm Phật này kia đồ, để gỡ cho cha mẹ người thân của mình. Có khi một chiếc máy nghe Pháp mà độ cha mẹ mình đó, giúp cho cha mẹ mình hết buồn khổ. Vì những lời những đức chia sẻ nó dễ hiểu, gần gũi lắm quý vị. Nên từ đó mà người già người ta nghe dễ hiểu lắm. Đó là những đức khuyên quý vị gì. Rồi bản thân mình cố gắng niệm Phật quý vị ơi. Tại vì cuộc đời những đức thấy thời gian đi qua mau lắm, rất là mau. Hồi nãy giờ mình ăn uống vui vẻ đúng không, nhưng có những lúc nó phải lắng động lại một chút, để bản thân chúng ta phải nhận thức cái tiệc vui nào ở cõi đời này mà không tàn quý vị. Nếu như một ngày nào mà mình ra đi mà mình mà không được giảng sanh, mà mình đi xuống tam đồ ác đạo, thì nó cảm thấy rằng là uổng cuộc đời mình quá trời lắm. Nên những đức khuyên các cụ già trong chùa phải siêng năng niệm Phật các cụ ô. Đây là cơ hội các cụ giảng sanh, mà các cụ mà không giảng sanh được là gán chịu nghe các cụ ồ. Thôi chúc quý vị an lạc nha. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.